giữa còn gì để nói còn gì nữa đâu. Có lẽ do nhất là lừa dối em, giờ còn gì tiếc nuối một người đến sau cướp đi tình yêu em giữ bấy lâu. Một ngày anh đòi đi thì anh cứ đi. Có lẽ anh thật nhất là khi mất em, đừng làm như em ngốc mà anh.